với những bạn diễn viên sân khấu, cho nên anh quyết định đội nhà mình thi trước. Kỳ vậy. Nhưng mà tụi em không sợ. Không sợ sao nè? Vì hồi em không có thể diễn xuất được ở trên gọi là sân khấu bằng cái tiếng miệng, nhưng mà em có thể cái diễn tiếng miệng bằng cái gì em? Dạ. Không có là tự tin anh. Trong tự tin như em nghĩ làm được là sẽ ngôn từ. Nhưng mà em có thể diễn được mà anh. Em cũng là người mẫu, em biết diễn mà. Đúng rồi. Nói chung là mình không có ngại đúng không? Không có ngại. Không ngại. Chính vì không ngại cho nên anh mời đội bên đây thi trước. Thấy chưa? Biết mà. Mình tính mình hù mình khè bên kia chút xíu, nhưng mà thấy bên kia tự tin quá. Thôi bây giờ anh em bên đây mình lên mình làm trước đi nhá. Đi đâu? Dạ. Đầu tiên là phần thi của đội tùy ý. Em có thể em sử dụng tất cả những cái vốn liếng, ngôn ngữ rồi hình thể của em trên sân khấu từ đó đến giờ để cho những người bạn của mình hiểu. Được không? Dạ được. Ok, bắt đầu. Bốn chữ. Nhất dáng. Nhì. Bốn chữ. Nhất dáng. Nhì dáng. Đúng rồi. Bốn chữ. Nhất dáng nhì da nhì da nhất dáng nhì da dáng đúng rồi nhất dáng tạo dáng nhì dáng nhất dáng làng trong phố à, làng trong phố yeah. Chưa bên kia chưa xong rồi. Nhất dáng nhì da Nhất dáng nhì da ghi đi. Làng trong phố. Làng. Lá trong hồ. Làng trong phố. Lá trong phủ. Làng trong phố. Qua đi. Quyền ơi. Rau ông nọ cắm càm bà kia. Rau ông nọ cắm càm bà kia. Rau ông nọ cắm càm bà kia. Lửa hận thù. Đốt cháy. Trái tim hai ta. Đúng rồi. Hai vậy. Ủa? Ký ức hai ta. Lửa hận thù đốt cháy ký ức hai ta. Đúng vậy. Đổi chỗ đi Phúc. Lửa hận thù đốt cháy ký ức hai ta. Lửa hận thù đốt cháy ký ức hai ta. Đúng rồi, ok. Lửa hận thù đốt cháy ký ức hai ta. Bình yên vẽ hạnh phúc. Cái tô ăn cơm trong tô bao bao cái tô để ăn cơm. Tô bình yên vẽ hạnh phúc. Bỏ tô vô cơm ăn. Bỏ tô vô cơm. Tô bình yên vẽ hạnh phúc. Cái tô bằng kiến. Qua đi. Tình nghĩa. Anh em chắc bền lâu. Tình nghĩa anh em chắc bền lâu. Tình nghĩa. Bỏ chữ có. Đúng rồi, bỏ. Tình á, anh em. Quyền ơi. Quyền ơi, bỏ cái tô đi Quyền. Chúng ta của sau này. Đúng vậy. Chúng ta của sau này. Năm. Tôi. Bốn. Tôi không cao. Ba. Tôi không cao. Hết giờ. Tôi không cao. Đúng hết rồi. Giờ. Hết giờ. Sao? Nhận xét về đồng đội của mình thế nào Mẫn? Quyền rất là hiểu ý em. Ừ. Anh Phúc cũng vậy luôn. Em truyền từ số 1 tới số 4 luôn.
có khựng khựng ở cái khúc của em. Đúng rồi. Hải ơi, em đến từ đâu? Dạ từ đội bên kia, từ đội bên kia. Anh thấy mặt mình, anh thấy mặt đồ giống không? Em đánh bé nãy giờ rồi, em hay quá. Em bé nãy giờ rồi. Là đội bên kia cài cắm ở đây, Hải của em. Hàng gài. Cái tổ chức đó đó. Bây giờ mình coi thử coi được bao nhiêu câu nè. Nhất dáng nhì da, đúng nha. Lửa hận thù đốt cháy ký ức hai ta. Chính xác. Mà cái câu này là lúc đó đã đổi vị trí cho Phúc rồi. Dạ. Đúng không? Đó. Tình nghĩa anh em chắc bền lâu. Chính xác. Ba. Chúng ta của sau này. Chính xác. Là bốn. Hết rồi anh, hết rồi. Bốn câu mang về cho mình 2 triệu đồng. Yeah. Xin mời đội cùng ý.